tiếc cho ai, thấy vẫn không tin Chúa đã tái làm. Hồng ân cứu rỗi cho thiên Việt hoan ca, Chúa tái sanh chiều cảnh chiếu đất màn trời. Miệt thứ bao giờ ra buồn bè lem, xa phong con người thờ mộng, tàng lòng âu chúa nắng mưa ca. Ly hương thiên mệnh dập vui, gian nan viễn xứ nữ thần tự do, hàm oan khổ nan cứu độ, gió mưa tình thương kết hoa thuần thiên. Thiên Long Sơn hội tụ chiến hiền, khi tam sớm dậy bay về đất mẹ. Phước cho ai không thấy mà tiên, tiếc cho ai thấy vẫn không tin Chúa đã tái làm. Huyền vị thiên ý thử thách nhân gian, thấu lý luân hồi nhân quả sẵn không, sẽ nhận ra Chúa đã trở lại. Tạ ơn Thiên Chúa khai sáng thiên tâm, thống nhất đại đạo, Chúa sáng dậy Di Lặc truyền thừa, cứu độ muôn loài. Không thấy mà tiếc, tiếc cho ai thấy vẫn không tin Chúa đã tái làm. Hồng ân cứu rỗi cho nhân loại hoan ca, Chúa tái sanh chiều cảnh chiếu đất màn trời. Miệt thứ bao giây ra buồn bè lem, xa phong con người thờ mộng, tàng lòng âu chúa nắng mưa cờ hà. Ly hương thiên mệnh dập vùi, gian nan viễn xứ nữ thần tự do, hàm oan khổ nan cứu độ, giọt mưa tình thương thế thiên hành đạo. Thiên Long Sơn hội tụ chiến, khi tam sớm dậy
감성 phương cho ai không thấy mà tiếc, tiếc cho ai thấy vẫn không tin. Chúa đã tái làm huyền vì thiên ý, thử thách nhận ra thấu lý luân hồi, nhân quả sẵn không sẽ nhận ra Chúa đã trở lại. Tạ ơn Thiên Chúa khai sáng thiên tâm, thống nhất đại đạo, Chúa sáng dạy mình vương di lạc, khai hồi lòng hoan. Tạ
phong trào tu tâm. Và vách thế gian chìm đắm u mê, cho nên thượng đế ra oai, mở ra thiên tâm đạo này chứ ma. Vậy thì đ
đâu còn bao xa. Lo sao xây dựng nước nhà, lo cho ba tánh an khang cuộc đời. Thương con mẹ dạy mấy lời, rồi đây sẽ ứng ở thời cơ. Tus
từ xưa với ơi thương hoa. Vây cha truyền miệng kiếp người nhờ duyên được hướng cơ trời lại thêm sứ mạng đạo đời dương gian rồi đây nằm giữ gian sang lo cho quốc thái dân an lâu dài lo cho cơ đạo ngày mai chúng sanh sẽ biết ơn ai đã truyền ấy là trời Phật linh thiêng sẵn cơ mơ đạo khắp miền nước non kính thiêng mẹ chịu cho con dẫu trời đã định đâu còn bao xa lo sao xây dựng nước nhà lo cho ba tánh hót ca cuộc đời con ơi hãy nhớ lấy lời mẹ khuyên nhân sinh qua bão nhan tiền luân hồi vây trá truyền miệng kiếp người nhờ duyên được hướng cơ trời lại thêm sứ mạng đạo đời dương gian rồi đây nắm giữ gian sang lo cho quốc thái dân an lâu dài lo cho cơ đạo ngày mai chúng sanh sẽ biết ơn ai đã truyền ấy là trời Phật linh thiêng sáng cơ mơ đạo khắp miền nước non kính thiêng mẹ chịu cho con số trời đã định đâu còn bao xa lo sao xây dựng nước nhà lo cho ba tánh hót ca cuộc đời mẹ dạy mấy lời rồi đây sẽ ở thời cơ sau
bao sức mệt xuống dương chân để độ danh chúng. Dòng đời bon chen bao khó nhọc nhưng người vẫn luôn tràn đầy lòng bao dung, thấy con nhiều khổ nạn sâu trong đáy lòng, luôn khấn nguyện giúp con quay về. Đau thương cho thế sự tóc nhuộm bạc, người vẫn bước tiến một lòng yêu thương cho nhân lành những lời từ tâm. Ngập tràn u mê chúng sanh nhiều tham vọng, người chẳng bỏ rơi con buôn sư gọi này con mô thức dậy. Luyện tập cho tinh tấn cùng nhau nắm vòng kết đoàn, thực hành thiền tâm giới chúng con đồng lòng vững tin. Người dọn những gian nan cho đường con bước thênh thang, là đệ tử thiêng tâm ân đức người nguyện con ghi khắc lòng. Nghe về để
trời, thái tử con trời, ngài Thiên Tuấn Kiệt. Nhận lời ơn trên, đứng ra lập đạo, chánh đạo không tà, diệt quỷ diệt ma, thờ cha thờ mẹ, cha trời mẹ đất, tu niệm Di Đà, Quan Âm Bồ Tát, A Di Đà Phật. Nghe vẻ nghe về, nghe về tu đạo, thái tử con trời, ngài Thiên Tuấn Kiệt, truyền đạo truyền tin, nói rõ tình hình, cơ trời hé lộ, chỉ phương chỉ hướng. Đến với mọi người, chuyên tâm tu đạo, đạo trời pháp Phật, 12 giới luật của đạo Thiên Tâm, mỗi ngày thiền định, xong rồi đọc kinh, loại bỏ âu lo, tinh thần giác ngộ, lên thuyền bát nhã của Phật Di Đà, A Di Đà Phật. Nghe vẻ nghe về, nghe về tin tưởng, chuyển luân thánh vương, ngài Thiên Tuấn Kiệt, sứ mạng đạo đời, nắm giữ giang sơn, xây dựng nước nhà. Quốc thái dân an, tâm linh thống nhất, đưa về một đạo, đạo trời pháp Phật, chánh đạo Thiên Tâm, lan tỏa toàn cầu, năm châu bốn biển, cơ trời ứng nghiệm, tái xuất Phật Thầy, đem lại bình an đến cho nhân loại, A Di Đà Phật. Nghe vẻ nghe về, nghe về tin tưởng, nghe vẻ nghe về, nghe về tu học. Dấu yêu bên dòng sông nhẹ trôi, gió dịu dịu thoáng qua, gợi cho ta khoảnh khắc bình yên. Những lời dây thiết tha với nụ cười ấm êm, như vầng trăng sáng soi, dọi cho ta ánh hào quang. Người vẫn nhìn khắc tâm chúng con muôn đời, tình người trong thiên long cung mãi ấm ấm. Cha ơi, cha có biết chúng con luôn chờ mong, nguyện thề đi theo ánh dương người suốt đời. Người đã ban kết từng dòng điển thanh, rất nhẹ nhàng lắng sâu, người cho con mãi vương niềm tin. Vẫn một hình bóng đây, đức ân người ngất cao, dẫn dìu mỗi chúng con về lại nơi mái nhà Thiên Tâm. Vẫn in khắc tâm chúng con muôn đời, tình người trong thiên long cung mãi ấm ấm. Cha ơi, cha có biết chúng con
trong điển thanh rất nhẹ nhàng lắng sâu. Người cho con mãi vương niềm tin, vẫn một hình bóng đây đức ân ngất cao, dẫn dì mỗi chúng con về lại nơi mái nhà thiên tâm, dẫn dì mỗi chúng con về lại nơi mái nhà thiên tâm, dẫn dì mỗi chúng con về lại nơi mái nhà thiên tâm. Chánh đạo thiên tâm cứu đời, ấy là ơn phước Phật trời ban cho thái tử là người lập ra. Đây là chánh đạo không tà, luôn luôn tu niệm Di Đà Quan Âm, hành theo đúng thiên tâm. Phật trời là chánh, không thế đạo nào. Thế gian này lắm lao đao, tà giáo xuất hiện phong trào tu tâm, lắm người tin tưởng sai lầm, phá phách thế gian chìm đắm u mê. Cho nên Thượng Đế ra oai mở ra thiên tâm đạo này, chứ mà vậy thì thái tử nghe ta, từ nay làm giáo chủ phải oai phong thay trời, không mê theo xác phàm trần, tu sao cho xứng với ơn Thượng Hoàng. Chiếu xuống trần mở ra chánh đạo thiên tâm cứu đời, ấy là ơn phước Phật trời ban cho thái tử là người lập ra. Đây là chánh đạo không tà, luôn luôn tu niệm Di Đà Quan Âm, tu hành theo đúng thiên tâm. Phật trời là chánh, không thêm đạo nào. Thế gian này lắm lao đao, tà giáo xuất hiện phong trào tu tâm,
lắm người tin tưởng sai lầm, phá phách thế gian chìm đắm u mê. Cho nên Thượng Đế ra oai mở ra thiên tâm đạo này trừ ma. Vậy thì Thái Tử nghe ta, từ nay làm giáo chủ phải oai phong thay trời, không mê theo xác phàm trần, tu sao cho xứng với ơn Thượng Hoàng. Không mê theo xác phàm trần, tu sao cho xứng với ơn Thượng Hoàng. Trong
dần dần thương con lành gọi con mau trở về. Tình mẫu thật nhân ái lòng con mãi tôn kính người, cùng chờ ngày mai đến chúng con đồng hành đắp xây. Người là ánh băng mây soi đường con đến tương lai, thề một lòng tri ân công đức người con luôn nhớ hoài. Tình mẫu thật nhân ái lòng con mãi tôn kính người, cùng chờ ngày mai đến chúng con đồng hành đắp xây. Người là ánh băng mây soi đường con đến tương lai, thề một lòng tri ân người con luôn nhớ hoài. Người là ánh băng mai soi đường con đến tương lai, thề một lòng tri ân công đức người con. Hãy
đại hạnh Bồ Tát, nguồn sống sáng tươi tràn dâng. Hạnh phúc sẽ đến tìm người chiều mến đón mùa xuân. Vì làng tại thế giữ mãi tâm từ bi, kiên cố luôn niềm chỉ ngàn năm xuân thắm tươi diệu kỳ. Mùa hoa tiếng tâm pháp phật, Bồ Đề tranh giác dư đại hạnh Bồ Tát, nguồn sống sáng tươi tràn dâng. Hạnh phúc sẽ đến tìm người chiều mến đón mùa xuân. Vì làng tại thế giữ mãi tâm chẳng luôn khổ đau, vì nguyện ước cứu thế độ cho chúng sanh. Nơi trần gian xót xa chịu cánh lâu đây, vẫn một lòng giữ mãi tâm thiên từ bi. Vì sanh chúng Ngài chẳng mang chi khó khăn, vượt dòng bão thắp sáng trần gian tối tăm. Nắm chặt tay Phật pháp tỏa khắp muôn nơi, người ơi chốn thiên đường mẹ cha vẫn đang chờ ta. Hỡi nhân gian cùng nhau lắng nghe hãy quay về, người ơi nhớ đến mẹ cha. Hãy chung tay nguyện ta nhớ ơn muôn đời, những gì Ngài dẫn lối cho ta đến nơi bình dần trôi. Ngài vẫn bước dẫu có ngàn nỗi đắng cay, dẫu lệ rơi hay sương trần mãi u mê. Sớm mong sao trần gian thoát cơn trầm luân, quyết hy sinh độ cho thế gian một lòng. Khấn nguyện biết tu tâm để không lang lối trần gian.
tịnh xa lên thuyền bát nhã người ơi. Quyết hy sinh độ cho thế gian một lòng khấn nguyện biết tu tâm để không lang lối trần gian. Hỡi nhân sinh nguyện ta nhớ công ơn ngài cứu độ thầy tịnh xa lên thuyền bát nhã người ơi. Thầy tịnh xa lên thuyền bát nhã về thiên. Thầy tịnh xa lên thuyền bát nhã về thiên. Dầm tháng tám lễ đón Tết Trung Thu và nẻo muôn phương thắp nên ngàn ánh đuốc sáng, nguyện cho nhân thế thái bình, nhà nhà an vui thắm tình, tình ngài luôn tràn chứa khắp chốn dương gian. Ngài dùng từ bi để dẫn dắt nhân sinh, dùng bồ đề tâm đánh thức trần gian lạc lối. Hãy nguyện cao lớn ngất trời, ngài là phần sống giữa đời, hào quang thiên mãi mãi tỏa sáng ngời, ngập tràn yêu thương đệ tử đến nơi đây. Nguyện cùng bổn sư xoa tan màn đêm tăm tối, nguyện giữ tâm mãi chung kiên gạt bỏ đi những ưu phiền dù bao khó khăn, vững tâm tiến bước. Nguyện chúng con luôn tri ân vững bước chân, nương theo ngài lòng nhân ái sang rộng đón chúng con trở về. Dùng từ bi để dẫn dắt nhân sinh, dùng bồ đề tâm đánh thức trần gian lạc lối. Hãy nguyện cao lớn ngất trời, ngài là phần sống giữa đời, hào quang thiên mãi mãi tỏa sáng ngời, ngập tràn yêu thương đệ tử đến nơi đây. Nguyện cùng bổn sư xoa tan màn đêm tăm tối, nguyện giữ tâm mãi chung kiên gạt bỏ đi những ưu phiền dù bao khó khăn, vững tâm tiến bước. Nguyện chúng con luôn tri ân vững bước chân, nương theo ngài lòng nhân ái sang rộng đón chúng con trở về. Nguyện giữ tâm mãi chung kiên gạt bỏ đi những ưu phiền dù bao khó khăn, vững tâm tiến bước. Nguyện chúng con luôn tri ân vững bước chân, nương theo ngài lòng nhân ái sang rộng đón chúng con trở về. Lòng nhân ái sang rộng đón chúng con trời.